Hello anh chị em. Hôm nay Sang lại lên đây chia sẻ cho các bạn biết một chủ đề liên quan đến giao thông, liên quan đến Skyway và liên quan đến tài chính của anh chị em. Đó là thế chờ mọi người đến rồi mình cùng giao lưu nói chuyện. Chờ ít phút. Lăng âm con đường xa tít mù, tìm em nơi đầu hoa lá. Cứ thế trôi về lời cuối trời, để cho ai kia nhung nhớ. Anh chị em qua chỗ Sang giao lưu chút nhỉ? Hello bạn. Thiên Hà, chào các bạn nha. Các bạn qua đây giao lưu cùng Sang một chút nha. Nay Sang sẽ chia sẻ một cái chủ đề liên quan đến giao thông và liên quan đến tài chính cá nhân của mỗi người. Đề hôm nay rất là hot đấy ạ. Chào Minh Hoàng nha. Chào Phong Chí, chào Hà Thiên, chào Nghĩa, chào các bạn nha. Các bạn ở nội đô mà đang sống đối diện mấy cái vấn nạn tắc đường chắc là rất bức xúc và khó chịu. Hôm nay Sang sẽ nói về cái chủ đề đó đấy ạ. Chờ ít phút cho mọi người vào nhiều rồi ta cùng nói chuyện nha. Chào em Văn Đạt. Sắp đến Tết rồi, không biết là năm nay dịch giã như này các cổ đông Skyway tất liên như thế nào đây? Đang ngóng chờ một cái kỳ tất liên cuối năm. Chào em nhá. Hôm nay chị Sang chia sẻ một cái nội dung liên quan giao thông. Đại gia thì hỏi chị Sang mượn tiền đi. Dành được cổ đông VIP của Skyway, dành đến người nhiều cổ phần của Skyway. Hôm nay Sang sẽ chia sẻ về cái chủ đề đó là Skyway giải quyết triệt để vấn đề tắc đường và Skyway giải quyết triệt để vấn đề tắc tiền của nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 1 triệu cổ phần trở lên. Skyway giải quyết được rất nhiều vấn đề cho cộng đồng, cho xã hội và cho rất rất nhiều cá nhân nữa. Rất là tuyệt vời. Nên những ai đang mắc về vấn đề lợ lần tắc tiền ý, thì tìm đến cái dòng tiền thế giới để giải quyết vấn đề cho chính mình nhá. Các tỷ phú người ta thường có câu nói
Dòng tiền thế giới chảy về đâu thì bạn có mặt ở đó mà phải đón nhận nó thì bạn tức khắc sẽ giàu, dù bạn tài chính tồi tệ mức nào, âm lợ lợ lần nhiều tỷ như mức nào. Sao cái way đều giải quyết được hết nha, đều thông suốt hết cái dòng tiền cá nhân của bạn. Nên bạn nào, chào em Vũ sớm. Chị mới cắt tóc em ạ. À, phong cách này có ok không em? Quay lại cách đây về 25 về trước, trước kia mình để tóc ngắn suốt mà. Nên là cắt ngọn ngắn lại như này mình cảm thấy quen. Trước kia quen cái phong thái nó mạnh mẽ và nhẹ nhàng như này nó quen rồi. Nên để tóc dài nó cảm thấy nó chải chuốt nó nhiều hơn. Tóc ngắn nó đơn giản, gội đầu các thứ nó nhẹ nhàng đơn giản, mà phong cách nó cá tính và mạnh mẽ, nó hợp với mình thì mới để. Hôm nay mình sẽ chia sẻ là Skyway giải quyết triệt để vấn nạn là tắc đường và giải quyết triệt để vấn nạn là tắc tiền của nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 1 triệu cổ phần Skyway đổ lên. Skyway là một công nghệ giao thông, nó đi trên cao, nó cách mặt đất 15, 20, 30 mét. Vì vậy nó không liên quan đến va chạm đến giao thông dưới mặt đất, nó không liên quan, nó không có ngã tư ngã năm, nó chỉ đến trạm dừng là nó dừng thôi đấy, nên nó không va chạm với ai cả. Nó có chạm, có chạm thì tầng thấp tầng cao, cái giao thông nó đổi tuyến đường là người ta dừng ở trạm, và nó đi chạy bằng cái công nghệ là trí tuệ nhân tạo, nó không có người lái, nó cực kỳ an toàn, nó toàn bộ bằng trí tuệ nhân tạo nha, nên rất là an toàn, rất là nhanh, rất là tiện nghi. Nên Skyway ra đời giải quyết triệt để cái vấn nạn tắc đường ở nội đô ấy, để mà xử lý vấn nạn tắc đường, để mà giãn đường to ra là cả một vấn đề. Nhưng với công nghệ Skyway thì những cái tuyến đường phố xá chật hẹp nó đều có thể lắp đặt và đi được hết. Ở hai tuyến đường đôi này thì nó chỉ cần ở giữa thôi, nó chỉ chôn cột trụ và chạy thôi, rất là tiện, gần như là giữ nguyên hiện trạng địa hình cũ, nguyên hiện trạng địa hình cũ cho giao thông cũ, nó giải quyết được vấn nạn tắc đường như vậy. Nhưng nếu mà bây giờ mà những cái thành thị dân đông đang vấn đề đang tắc kẹt đường, để mà giải được cái bài toán tắc đường là cả vấn đề rất là khó, rất khó. Giãn đường ra thì liên quan đến chỉnh sửa xây dựng, liên quan đến bồi thường mặt bằng, liên quan đến tài chính rất là nặng. Thứ nhất là giải quyết về vấn đề giãn đường, giải quyết vấn đề là tài chính, vấn đề là bồi thường mặt bằng rất là khó và làm cũng rất là lâu, không hề dễ gì, không hề dễ. Nên là bây giờ những bà con mà ở nội đô, mà ở cái khu đường, cái cung đường nào mà hay tắc nghẽn thì cảm thấy rất là căng thẳng và cái chết. Như Sang ngày xưa, Sang đã từng ở những cái khu phố ngoài đấy gần chục năm rồi. Một cái khu tuyến Kim Ngưu, cứ tầm giờ cao điểm là nó tắc cứng hàng tiếng đồng hồ, rất là khó đi lại. Có một đoạn đường thôi hàng tiếng đồng hồ không thông. Nên vấn nạn đấy là vấn nạn không riêng gì Việt Nam nhé, ở toàn thế giới. Ở thế giới thì những cái quốc gia tân tiến hơn người ta không tắc đường như xe máy như mình, như tắc đường ô tô nó chạy dài hàng mấy km. Nên là cái công nghệ này nó ra đời, công nghệ này Skyway nó ra đời là giải quyết được rất nhiều vấn nạn cho ngành giao thông hiện nay và cho dân cư toàn cầu hiện nay. Vì tất cả chúng ta sinh sống đều liên quan giao thông mà, hàng hóa liên quan giao thông, con người dịch chuyển đi liên quan giao thông. Nếu mà khi tắc đường thì vận hành khách nó chậm đi thì nó cũng đẩy giá cao lên. Đáng ra một ngày tôi đi được 5 chuyến nhưng một ngày tôi đi được 2 chuyến, nó đã
cản trở mất được 2 phần à 3 phần phần 5 gì thì tất nhiên là giá thành nó phải đội lên. Nên giao thông thông suốt thì giá cả của các hãng hàng nó cũng giảm xuống. Vận hành thời gian công con người ta giảm xuống mà giá thành nó cũng giảm xuống và liên quan rất nhiều thứ luôn. Giao thông là huyết mạch của những quốc gia. Vì vậy là Skyway đang giải quyết được vấn đề khó đấy. Nếu các bạn nhìn thấy được những cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy tiền rất nhiều đô trong cái cơ hội này. Trong cái thông tin này thì biến cái thông tin nó thành tiền của bạn. Nhưng bạn không có cái tư duy logic phân tích được những cái thông tin như này thì từ một cái thông tin nó có rất nhiều tiền như bạn không nhìn thấy. Chào em Hằng nha. Skyway là một công nghệ giao thông trên cao được nhà khoa học Anatoly Yudnitsky, ông đã có ý tưởng phát minh ra cái công nghệ này từ năm 1977, cách đây hơn 40 năm rồi. 46 năm. Từ khi thai nghén cho đến nghiên cứu cho đến khi tiến hành ra thương mại là đến năm 2014 mới bắt đầu là tiến ra thương mại thị trường. Có nghĩa là nghiên cứu của ông là bắt đầu hoàn tất để tiến ra xây thực nghiệm và thương mại ra thị trường. Thì đầu tiên để mà xây ý tưởng ở trong bảo tàng và ông đã nghiên cứu ok rồi. Nhưng để mà thương mại ra được thị trường thì ông cần phải xây dựng ra để cho các chính phủ quốc gia, các người dân người ta phải đi trải nghiệm, đi thử thấy ok, thấy có ok và phải chứng nhận an toàn thì ông mới thương mại được. Nhưng ông chỉ là nhà khoa học mà vốn liếng xây dựng được cái công nghệ này nó rất chi ôi là khổng lồ vốn. Ông không thể tự lo được. Thì ông tìm kiếm đến những người ông tìm kiếm đến những người có tiềm lực về tài chính và trình bày cái công nghệ này cho họ để họ tài trợ vốn vào để cùng chung thương mại cái công nghệ này ra thị trường. Thì cũng có rất nhiều người tài phiệt cũng đã tài trợ vốn cho ông. Thì trong khi tài trợ vốn đấy thì người ta sinh ra cái lòng tham, người ta muốn chiếm đoạt hẳn cái phát minh, cái quyền sở hữu trí tuệ của ông. Và ông quyết bảo vệ cái quyền lợi của ông và ông giữ được. Họ cũng làm đủ trò đổ tội để chiếm đoạt cái sở hữu trí tuệ của ông nhưng không thành. Và về sau qua cái năm 2012 thì có một cái luật đó là trước trước năm 2012 đó là chỉ có những cái người có thu nhập 1 triệu đô, có tổng tài sản 1 triệu đô, có nghĩa là 24 tỷ tiền Việt ý, thì mới được tài trợ vốn cho những cái dự án, những công ty khởi nghiệp trước IPO, trước IPO. Đấy. Thì từ năm đó thì có cái bộ luật đấy ra thì bắt đầu là cũng có người tư vấn đến cho ông là có cái hình thức gọi vốn theo cộng đồng crowdfunding, có nghĩa là toàn dân trên thế giới đều có thể nghe cái ý tưởng này, những cái thương vụ này họ cảm thấy là có tính khả thi và họ có tin tưởng thì họ sẽ tài trợ vốn cho ông và để cho ông có vốn thương mại được cái công nghệ này ra thị trường để xây thực nghiệm và thương mại nó ra được thị trường. Thì ông cũng được nghe theo cái phương thức đấy và phương thức đấy đã được làm từ năm 2014 đến nay. Có nghĩa là huy động vốn ra cộng đồng theo hình thức crowdfunding. Có nghĩa là bất cứ ai có thể hiểu và tin tưởng và cái tiềm năng của dự án thì đều có khoản vốn to nhỏ đều góp được cho ông hết. Khoản nhỏ nhất là 50 đô vào 1 triệu 200 nghìn tiền Việt Nam. 100 đô, 2 triệu tư, 200 đô, 350 đô, 500 đô, 1.000 đô, 2.000, 5.000.
10.000, 20.000, 25.000 và gói to nhất là 150.000 đô. Có nghĩa là bất cứ ai cảm thấy nhìn thấy dự án này có niềm tin và có thấy tiềm năng của nó đều có thể tài trợ vốn cho dự án và nắm giữ lượng cổ phần của mình, và chờ đến ngày dự án tạo ra lợi nhuận và ăn chia lợi tức trên cái phần lợi nhuận tạo ra. Cái này thì gọi vốn cộng đồng, thì các bạn đã đầu tư và hiểu về dự án, rất nhiều người quảng bá trên trang cá nhân Zalo, Facebook và quảng bá trực tiếp. Đấy, họ quảng bá là họ làm cái phần đối tác để quảng bá công nghệ này ra thị trường, và họ xây dựng cho chính công ty của người ta đang nắm giữ cổ phần. Công ty người ta là cổ đông. Đấy, thì ai mà biết đến mà tin tưởng vào cái tiềm năng của dự án, và tin tưởng vào đội ngũ kỹ sư, và tin tưởng vào nhà lãnh đạo Anatoly Ilyukin đều có thể tài trợ vốn được. Khi bạn tài trợ vốn vào cái giai đoạn công ty còn đang phát triển này, người ta gọi là giai đoạn vẫn còn trong thai nghén, vẫn còn đang phát triển ấy, thì bạn được cái lợi thế. Bạn sở hữu cái cổ phần gốc với giá rất là ưu đãi, giá rẻ hơn giá niêm yết của nó rất là nhiều. Giá trị của nó được định giá 1 đô trên một cổ phần. Thì theo cái bảng giá đang gọi vốn bây giờ thì bằng gói 1.000 đô ấy, trả thẳng ấy, thì bạn được 30.000 cổ phần. Có nghĩa là 1 đô bạn được 30.000 cổ phần. Khi nó về giá trị thực, bạn đã x tài sản bạn lên 30 lần. Và những cái gói to hơn ấy, gói 5.000 đô, gói 10.000 đô, gói 15, gói 25.000 và gói 150.000 đô, các cái gói to hơn thì chiết khấu nó càng cao hơn. Nên là ai có tiềm lực tài chính vào những gói to nó lợi thế hơn rất là nhiều. Nhưng cái cơ hội này là cơ hội dành cho tất cả chúng ta. Dù là lương bạn thấp nhất, bạn đều có thể trở thành cổ đông của tập đoàn hơn 400 tỷ đô. Tập đoàn Skyway trị giá hơn 400 tỷ đô. Nên là các tỷ phú người ta nói một câu này, rất khó có thể bạn có thể mở được một công ty tỷ đô, nhưng dù bạn là ai, bạn đều có thể trở thành cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tỷ đô. Từ cái bộ luật gọi vốn cộng đồng năm 2012 nó ra đời thì tất cả người nghèo chúng ta đều có thể tiếp cận với những cái dự án tiềm năng trước khi nó evolve. Như trước kia thì những cái thương vụ kèo thơm này không đến lượt người có thu nhập thấp đâu, không đến lượt, luật pháp nó không cho phép. Nhưng từ ngày có bộ luật gọi là bộ luật George ra đời, của Tổng thống Obama ra đời, thì chúng ta có cơ hội tiếp cận những cái dự án sơ khai, dự án khởi nghiệp lúc nó đang gọi vốn. Thì những cái dự án đấy gọi là kèo rất là thơm, những cái thương vụ rất là thơm trước kia dành cho những đại gia có điều kiện tài chính, còn bây giờ thời buổi công nghệ thông tin này dành cho tất cả cộng đồng chúng ta, không riêng sở cái quay nhá. Rất nhiều dự án người ta huy động vốn theo hình thức crowdfunding, huy động vốn theo hình thức là cộng đồng. Nhưng quan trọng là các bạn có tiếp cận thông tin để tạo biến nó thành thu nhập của bạn hay không ấy, biến nó thành tiền của bạn hay không ấy, biến nó thành cơ hội và bạn đón nhận được nó hay không. Bạn đón nhận được đúng thương vụ tiềm năng, đúng thời điểm, bạn có rất nhiều tiền. Sang chỉ là một con người rất là bình thường, nhưng nhờ cái thói quen, trước khi biết đến Skyway, Sang đã đọc được cái quyển sách Người giàu nhất thành Babylon này. Quyển sách đấy nó dạy cho Sang biết cách quản trị từ đang âm nợ, vận hành, tạo ra dòng tiền. Cách phát hiện đâu là cơ hội và đón nhận cơ hội như thế nào, và quản trị cái tính ù lì trong con người ta như thế nào. Khi mình đứng trước cơ hội mà mình cứ để cái tính ù lì của mình, tính trì hoãn nó lên ngôi, thì không phải là kẻ cắp của mình là ai hết,
Mà cái kẻ cắp đánh mất tài sản, đánh mất cái cuộc sống thịnh vượng của mình chính là mình. Ai cũng có cái tính trong con người ta do dự đứng trước một cái gì đó cần quyết định, ai cũng có. Đó, người ta trong quyển sách Người Giàu Nhất Thành Babylon người ta gọi là tính ù lì. Khi bạn chiến thắng cái tính ù lì đấy, bạn có kiến thức, bạn phát hiện ra cơ hội, bạn phải phải nhanh thoát ra khỏi nó và nắm bắt được nhanh thì là bạn thắng. Còn nếu mà bạn để cái ù lì ở chính con người mình trì hoãn, nghi ngờ, hoài nghi mà không phân định được đâu là cơ hội, đâu rủi ro, bạn không nhìn thấy thì bạn mất nó. Thế là trong cái quyển sách đấy nó dạy là người ta thường để ý những người ăn cắp ở bên ngoài kia lấy những đồ của mình. Như giả sử kẻ cắp vào lấy tiền của mình, lấy xe của mình, lấy điện thoại của mình, lấy máy tính của mình, vật dụng của mình. Nhưng họ không thường để ý cái kẻ cắp trong chính con người mình. Đó là cái tính ù lì. Đứng trước cơ hội cứ chần chừ do dự, hết ngày nọ tháng kia đến cơ hội nó vượt qua. Cơ hội nó vượt qua. Và chính ta đã là người đánh cắp cơ hội của chính ta. Đó. Lê Sang được trang bị những cái kiến thức đấy trước khi biết sơ cái quay sang được đọc đến quyển sách Người Giàu Nhất Thành Babylon rồi. Và cái quyển sách thứ hai Sang đọc trước khi biết sơ cái quay là Bí Mật Tư Duy Triệu Phú của TH Hacker. Ông từ tay trắng trở lên có 1 triệu đô chỉ trong 2 năm rưỡi thôi. 2 năm rưỡi. Và nghiên cứu cái quyển sách này Sang cũng rất là phê. Và hiện tại Sang đang photo ra rất nhiều và tặng cho rất nhiều nhà cổ đông của Sang ở các tỉnh thành, các nơi. Bây giờ Sang là một có một lượng lượng fan cũng rất là thiện cảm với mình và đồng chí hướng với mình. Sang tặng các bạn, tặng những cái người ham học hỏi, ham phát triển bản thân, có khát khao cống hiến giúp cộng đồng và có khát khao giúp bản thân mình thành công. Khi mình thành công thì mình thịnh vượng và những mối quan hệ xung quanh người ta cũng được hưởng đây. Khi mình tiêu cực, mình nghèo đói thì những cái mối quan hệ xung quanh ta cũng ảnh hưởng đây. Nên là mình hạnh phúc thì xung quanh sẽ hạnh phúc. Mình là một cái tế bào của một gia đình, của một cộng đồng xã hội. Mình khỏe thì xung quanh người ta cũng khỏe theo. Nên ai có biết đến cái cơ hội này mà chưa phát hiện ra được ý, bạn cứ đọc cái quyển sách Người Giàu Nhất Thành Babylon, là cho bạn biết đâu là cơ hội, đâu là rủi ro rõ ràng, bạn nhìn thấy rõ thì bạn không mờ. Chả biết thật mà giả nó lẫn lộn như nào, chả biết đường nào một lần, bây giờ thật nhiều mà giả nhiều, biết đường nào một lần. Đấy là bạn không phân biệt được. Bạn không phân biệt được như vậy thì bạn không thể thể đón nhận được là đúng rồi. Còn thời sự nha, những cái bạn mà mắc kẹt ở những cái tin thời sự nó đi đưa nó ném đá ra cái quay ấy, bạn mắc kẹt bạn không thoát ra được ấy. Đơn thuần thôi, bạn thiếu kiến thức, bạn thiếu kiến thức về tài chính, bạn thiếu kiến thức về xác nhận thông tin. Đầu tư người ta phải xác nhận được thông tin này đưa có chuẩn không, thông tin này từ đâu, mà thông tin này người ta có hàm ý gì, thông tin nói chuẩn nguồn, người ta liêm chính. Những cái thông tin ở báo đài thời sự chuẩn, có báo đài thời sự của VTV1 hẳn hoi, nhưng liệu đã chuẩn chưa, mình phải đặt câu hỏi. Nếu mà mình đặt câu hỏi đúng, mình tìm ra xác minh chuẩn thông tin ý, thì mình không sợ nó đâu. Mình biết được mà, biết đâu chuẩn nguồn mà. Giờ cái quay bây giờ nó rõ như ban ngày. Có những cái bạn không trang bị kiến thức về tài chính cho mình, không trang bị kiến thức về đầu tư cho mình, thì cái thông tin nào là chuẩn hay không chuẩn các bạn không phân biệt thôi. Còn chúng tôi, những người đầu tư, chúng tôi biết hết. Đứng đằng sau những cái thông tin chưa chuẩn đấy nó hàm ý gì chúng tôi cũng biết. Nhưng các bạn thì không. Các bạn thường nghe và hoài nghi, quái lạ. Sao đi có một bên nói như này, bên nói kia, biết được nào một lần, biết được nào tin.
Cái chuyện đấy bình thường thôi mà. Vì sao? Cái công nghệ giao thông Skyway này, cái tính cạnh tranh của nó rất là cao. Cái giá cả xây dựng của nó không có đối thủ luôn. Cực kỳ rẻ. Như chất lượng của nó đỉnh nhất so với cái bảng giá so sánh về ngành lĩnh vực giao thông hiện nay. Đỉnh nhất, chất lượng đỉnh nhất, giá thành thì thấp nhất. Và vận hành thì chất lượng cũng đỉnh nhất, giá thành thì thấp nhất. Đối thủ là chuyện bình thường. Khi đối thủ thì nó có muốn anh ra đời không? Khi anh ra đời nó mất bát cơm nó có muốn hay không? Các bạn đặt đúng câu hỏi, các bạn sẽ có câu trả lời đúng. Các bạn sẽ giữ được cái cơ hội trong tay mình. Các bạn không đặt đúng câu hỏi, hoài nghi, bỏ qua. Hoài nghi và bỏ qua. Chật vật cả đời làm việc không bằng lắm một cơ hội đúng thời điểm. Làm việc ngày 12 tiếng, 14, 16 tiếng không thắng bằng bạn lắm đúng một cơ hội với khoản vốn nhỏ. Cái lời Sang nói hôm nay nhé. Lời Sang nói hôm nay. Tương lai nó sẽ trả lời cho bạn. Tương lai công nghệ này nó sẽ ra thị trường bạn nhìn thấy. Tương lai bạn thấy cái cổ phần của những cổ đông chúng tôi có dòng cổ tức cực lớn, nó sẽ trả lời cho bạn ngày hôm nay những cái hoài nghi ngày hôm nay của bạn. Cái người thành công ấy, khi người ta hoài nghi cái gì ấy, người ta tìm cách, người ta xác minh rõ thông tin và hoài nghi để biến mất. Và người ta rõ thông tin rồi, người ta phân tích logic, phân tích của nó và người ta ra quyết định. Nhưng những người chưa thành công ấy, hoài nghi, gạt qua, bỏ qua, không tìm cách xác minh nó, không tìm cách, không tìm những cái người có khả năng phân tích cho mình hiểu nó để cái hoài nghi để biến mất và lắm được cái gì trong đấy. Nếu mà xác minh nó là không thật, nó là Ponzi, nó là lừa đảo, gạt nó ngay nếu mà xác minh thật. Còn nếu mà xác minh chưa rõ ràng mà mình chưa thấy đâu A, B rõ ràng, mình phải tìm cách mình xác minh cho nó rõ. Đón hay không đón? Làm mắt hay là bỏ qua? Mình phải rõ ràng. Khi bạn rõ ràng như thế, bạn chỉ nắm bắt một cơ hội đủ lớn, thời điểm đúng, đúng thời điểm nhé, thì bạn thay đổi cuộc đời tài chính của bạn. Những cái thương vụ này, những tỷ phú Sang hay đọc của những cái sách lược đầu tư Warren Buffett, người ta thường nói những cái thương vụ này đó là dòng tiền của thế giới. Vì sao người ta gọi là dòng tiền thế giới? Vì cái công nghệ này nó liên quan đến quy mô của toàn cầu trong tương lai. Nó là phương tiện giao thông chính của tương lai. Vận hành hành khách, nội đô, liên tỉnh, đường dài, hàng hóa. Toàn ngành chưa? Đây là một thị trường toàn ngành, không phải là ngạch. Không phải là ngạch. Giả sử ngạch nó chỉ dịch vụ một cái mảng thôi thì nó ngạch, nhưng đây nó toàn ngành. Nhiệt độ Dubai dương đến hơn 50 độ C nó vẫn xây dựng được. Nhiệt độ Belarus mùa đông nó âm mấy chục độ C, tuyết phủ nó vẫn xây dựng được. Thế nó phủ kín được toàn cầu chưa bạn? Sông suối đi qua được. Nước biển, eo biển nó còn chở hàng từ cảng biển vào. Ở cái bờ biển nước mặn người ta cũng làm được thì ở đâu là không đi được? Ở biển còn xây dựng được thì ở đâu không xây dựng được bạn? Vì vậy, khi cổ phần nó vẫn còn, cổ phần vượt gốc vẫn còn một chút cơ hội cho bạn. Bạn tỉnh ngộ sớm, bạn đón nhận được nó sớm, cuộc sống bạn thay đổi. Thế sơ cái way đơn giản vậy thôi. Rất nhiều gói, niềm tin lớn thì quất mạnh tay, niềm tin nhỏ thả một ít văn nghệ để cho có. Cũng là cổ đông của một tập đoàn, việc gì phải sợ phải chạy, việc gì nhiều bạn ấy còn sợ, nó nhắc đến đầu tư tiêu cực phải chạy, việc gì phải chạy, bình tĩnh thôi, có gì đâu mà phải phải hoảng.
Hello các bạn, Sang vừa lên sóng một lúc mà mọi người đến rất là đông. Cảm ơn các bạn đã cảm thấy tin tưởng và quý mến và đã qua đây giao lưu nói chuyện cùng Sang nha. Chào em Lê Tú Nga, chào em Giang Lô Giang, chào em Hằng Trần. Chào tất cả anh chị em nha, mọi người đến giao lưu sang rất là đông. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và quý mến đã qua đây giao lưu cùng mình. Chào Tuyên Đặng nha, chào tất cả các bạn. Mẹ nghe. Chào Mạnh Hùng nha. Mình cũng làm một cái kênh, có nghĩa là đổ hàng cho cái kênh tạp hóa. Mình thấy rất nhiều bạn tạp hóa rất là vất vả, trói chân ở một chỗ ngày mười mấy tiếng, khuân nặng không khuân. Có những người thì chở hàng đi chợ, bê ra bê vào rất là vất vả, lặng, kéo xe đi rất là lặng. Mình cũng nhìn tỏ cái cơ hội này, mình nhìn rõ như ban ngày. Mà mình thấy tiềm lực tài chính của họ, người ta chỉ cần vứt vào đây một tí, tương lai họ thảnh thơi, họ chơi bời, họ thoải mái, cuộc sống sung túc, ăn chơi nghỉ dưỡng với cái dòng tiền quá khổng lồ. Nhưng họ cứ mải miết với những cái đồng tiền ngay trước mắt. Nhưng họ thờ ơ và coi nhẹ cái cơ hội, coi nhẹ những cái gõ cửa nhẹ, mách đến họ. Sợ cái quê. Họ thờ ơ. Mải miết làm với những cái đồng tiền trước mắt. Ngày vài trăm, ngày căng 1 triệu. Những cái cơ hội thả vào đây một tí vốn, sau này có dòng dòng lợi tức còn hơn cả vốn góp, thì họ cứ thờ ơ, họ chả nhìn thấy, họ chả đoái hoài quan tâm. Mình cảm thấy tiếc. Đúng là người không có thói quen đọc sách, người ta chỉ lập trình để làm một cái công việc, cái lập trình làm một công việc, sáng thức dậy bán hàng rồi nhập hàng, rồi hết hàng lại nhập hàng rồi bán hàng, cứ lập trình mãi một công việc như vậy. Và họ nghĩ là họ đầu tư những cái đồng vốn và công việc kinh doanh, đấy là khoản đầu tư, mà khoản đầu tư tự họ quản lý, gọi là khoản đầu tư an toàn, tự mình quản trị được nó. Cái đấy không phải khoản đầu tư đâu bạn nhé. Đó là một cái khoản đầu tư vào một công việc để bạn làm thôi. Bạn thử hỏi cái công việc của bạn, bạn không có mặt, bạn không làm nữa, liệu nó tạo ra dòng tiền cho bạn không? Bạn cứ thử hỏi cái tạp hóa của bạn không vắng cái mặt bạn, 3 tháng nó còn tiền cho bạn không? Hay 3 tháng đóng cửa gì hàng gì hết đát. Khách khứa nó chảnh mạng, nó chạy tận đâu ấy. Về nhà bán lại khách khứa lạc lõng lung tung hết, còn đâu mà ăn. Cái khoản đấy không phải khoản đầu tư đâu nhá. Nhiều bạn đang tự bỏ vốn mình ra kinh doanh mà cứ đang nghĩ là mình đầu tư cho chính mình làm là an toàn, mình quản trị được nó. Đấy không phải là khoản đầu tư, đấy là một công việc, tạo ra một công việc làm để cho có thu nhập thôi. Đó là nhóm T, nhóm tự làm chủ, vốn của mình, thời gian sức khỏe của mình, tốt thêm mình thuê tí nhân lực, mình tạo ra tiền. Thế là mình đang vào guồng một công việc để tạo ra tiền. Và nhiều bạn cứ nghĩ là đó là cái khoản tôi tự đầu tư, tôi tự kinh doanh tạo ra tiền, tôi không phụ thuộc cha con thằng nào hết. Bạn hơi nhầm đấy. Đó chỉ là một công việc của bạn thôi. Khoản đầu tư nó phải dựa trên cơ sở tự nó phát sinh ra dòng tiền cho bạn. Không có mặt của bạn ở đó, bạn vẫn có tiền thì bạn có tự do được. Người những cái người có tư duy thành công, người ta chỉ có tư tưởng làm việc miệt mài và chịu khó trong những thời gian ngắn thôi. Còn họ dùng cái tài sản họ tạo ra, dùng tiền tạo ra, họ tìm kiếm xây dựng cái sự tự do cho mình.
xây dựng những cái thứ tài sản phát sinh ra dòng tiền cho họ tự do. Có một đời để sống thôi, hãy thiết kế một cuộc sống cho nó thật là tuyệt. Hãy thiết kế một cuộc sống để mình hưởng thụ. Hãy thiết kế một cuộc sống mình làm những cái công việc mình phê, mình mê, mình yêu. Và hãy thiết kế một cuộc sống để được hưởng thụ du lịch các nơi trên thế giới. Hãy thiết kế một cái cuộc sống theo ý mình muốn, chứ không phải lập trình cứ sáng ra mở mắt bê hàng, dọn hàng, bán hàng, chưa đến ngả lưng nghỉ ngơi một tí, chiều đến lại bán, rồi cứ lập trình đi lập trình lại mỗi một cái thói quen vậy. Và tích lũy được mãi một tí tài sản mua mảnh đất. Một mảnh đất làm sao cho bạn nghỉ hưu được? Nó cũng là một cái loại tài sản, nhưng nó chỉ là tài sản ở mức tăng trưởng nhẹ thôi. Nó không ích lên nhiều lần để cho bạn nghỉ hưu được. Bạn thiết kế được rồi gom góp và vốn được một hai mảnh đất làm sao nghỉ hưu được? Vẫn làm việc lúc chết. Nếu sức khỏe của bạn ở ok, nó không cắn vào vốn của bạn nhiều ấy, thì bạn dư giả. Nếu sức khỏe bạn vấn đề mà bạn bảo hiểm bạn còn không có ấy, một phát là hết luôn. Cứ nói liên quan những cái vấn đề về sức khỏe là cứ ngốn đến 1 là 2 tỷ xem, một phát hết luôn. Nên hãy học những cái người thành công, cùng công học. Hãy tìm kiếm những người thành công, những triệu phú tỷ phú trên thế giới. Bây giờ ôm cái điện thoại thông minh ấy, bây giờ thời công nghệ thông tin, ôm điện thoại thông minh, nó có cả thế giới nó nằm trong điện thoại của bạn rồi. Cùng công xem điện thoại, hãy xem những cái thứ nó liên quan đến vật chất của cải, tiền bạc, thành công, hạnh phúc của cuộc sống của mình. Đừng nên xem những cái gì phim ảnh, đi cười phào, rồi Facebook vài dành những người lên khoe dáng, khoe hình, những cái thứ đấy nó chả giải quyết việc gì cho bạn. Hãy tìm kiếm những cái người họ mang những cái giá trị cho cộng đồng, cho xã hội, cho bạn, giúp cho bạn ấy, sang lên sóng đây là sang mang giá trị cho cộng đồng, sang mang cái trí tuệ trong trong những cái quyển sách của tỷ phú Giang học được ấy. Giang đang muốn nói cho các bạn biết, các bạn biết, các bạn thức tỉnh của cuộc sống của bạn đẹp như mơ. Bạn thiết kế cuộc sống nó đẹp, không phải thiết kế cuộc sống suốt ngày phải làm. Không phải cuộc sống thiết kế đến 80-90% thời gian để làm đi kiếm tiền, gọi là nô lệ của đồng tiền. Hãy thiết kế cái cuộc sống biết dùng tài sản, biết dùng tiền, nó kiếm tiền về cho mình. Khi mình tài trợ vốn cho một cái tập đoàn, nó giải quyết được vấn nạn tắc đường, nó giải quyết được vấn nạn về va chạm tai nạn giao thông, là bạn đang là làm giàu cho chính mình. Và bạn đang làm một cái quỹ tự thiện, những cái chuyện nó chưa xảy ra. Khi cái công nghệ giao thông nó đi, nó không va chạm giao thông, không nhìn đến cái cảnh thương tật chết chóc trên đường giao thông, bạn đang làm lý tưởng tuyệt vời không? Tuyệt cho cộng đồng không? Tuyệt cho xã hội không? Và tuyệt cho chính mình. Mình là người tham gia giao thông mà, con mình tham gia giao thông mà, chồng mình tham gia giao thông mà, người thân của mình tham gia giao thông mà. Ai cũng cần tham gia giao thông hết. Sao những cái điều này là điều làm giàu cho mình, làm giàu cho cộng đồng và làm tốt đẹp cho người thân của mình, sao mình không làm? Các bạn cứ phức tạp nó lên làm gì? Các bạn cứ nghĩ theo chiều xấu làm gì mà một cái lý tưởng đẹp như này mà không đón nhận nó, mà không làm giàu cho mình, mà làm đẹp cho cộng đồng. Các bạn cứ có cái thói quen nghe cái sách, nếu mà bạn không đọc được, bạn nghe sách nói Người giàu nhất thành Babylon. Cái quyển sách đấy, quyển sách nó dạy cho Sang biết rất nhiều thứ ở trong đấy. Cái quyển sách đấy nó dạy cho mình biết để mình tránh được những cái vấp ngã trong đời người của mình, hoặc mình giáo dục được con cháu mình tránh được.
tránh được rất nhiều, tránh được những cái pha mất tiền do thiếu kiến thức, phát hiện đâu là cơ hội, đâu là rủi ro và quản trị cái tính ù lì trong mình để đứng trước cơ hội mình còn đón nhận được. Mình vân vân mây mây lâu quá, mình không phân biệt đâu cơ hội đâu rủi ro, mình tự nhiên đánh tuột. Đấy là kẻ cắp, là chính mình gây ra, chính mình đánh cắp cơ hội của mình. Nhưng mọi người thường hay để ý kẻ cắp ở bên ngoài cái kìa, nó lấy vật chất ngoài thân của mình ý, lấy tiền của mình, lấy đồ dùng của mình, nhưng không để ý cái kẻ cắp trong chính con người mình. Đó là tính ù lì, đứng trước cơ hội mà không phát hiện ra cơ hội mà để tuột mất nó. Các bạn cứ đọc cái quyển sách Người Giàu Nhất Thành Babylon, các bạn chỉ hiểu được những cái câu từ Sang nói đúng như sách luôn. Vì Sang hay đọc quyển đấy mà. Sang nhiều lúc thì có sách in có, để đọc có, mà nghe sách nói qua điện thoại cũng có. Nghe sách nói thì cái giọng đọc nhiều, cái giọng nó truyền cảm rất dễ nghe và rất dễ hiểu. Mà sách về tư duy này nhá, các bạn nhá, sách về tư duy này này, nó là sách về tư duy, phải nghe nhiều, nó thẩm thấu vào tư duy của mình. Mình phải nhớ vào trong đây, mình nhớ những cái kiến thức đó vào trong đầu mình. Chỉ phải nghe lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nghe nhiều lần thì bạn thuộc được, bạn hiểu được, thì nó thành kiến thức của bạn. Nên những cái kiến thức ở trong sách, mình bạn nghe sách nhiều thì nó trải nghiệm cả một cuộc đời của những người thành công, họ đúc kết thành sách. Phải lấy mấy chục năm cuộc đời của họ ấy. Tự nhiên là mình học được đó, mình tiết kiệm được cái hành trình tạo ra sự thịnh vượng của mình. Mấy chục năm mình tiết kiệm, nó ngắn đi. Nó ngắn đi. Mình tiết kiệm. Bốc ngã của họ mình biết, mình tránh. Thành công của họ đi nào, mình đi theo vết của họ, mình thắng. Có phải là tiết kiệm không? Nếu mà mình không đọc sách, mình đầu tư sai dự án, mình không thiếu kiến thức, sai dự án, mình quẳng một phát mất mẹ cả chục năm tích lũy vốn của mình, có phải là tiếc không? Nhưng bạn đọc sách, bạn tiết kiệm được đấy. Sang nhờ có thói quen cứ đọc sách hàng ngày, nghe sách hàng ngày, mà Sang có rất nhiều kiến thức. Chứ trình độ học vấn của nhà trường Sang có được học nhiều đâu. Không được học nhiều. Sang học hết trung cấp phổ thông thôi, trung học phổ thông thôi, hết lớp 9 thôi. Nhưng vì sao Sang nói những cái kiến thức này rất là tinh túy, rất là giá trị, những cái bằng, những cái bạn học đại học rất nhiều bằng cấp không không có. Và bạn không có, các bạn vẫn cứ làm việc cả đời. Giỏi kiến thức chuyên môn nhưng thiếu kiến thức về tài chính, các bạn vẫn không có được tự do đâu. Các anh, các chị có tin hay không gì, các anh chị cứ để ý những người có bằng có cấp, xem họ có được tự do tài chính không, xem họ có biết đầu tư không. Hỏi họ là đầu tư ở đâu để thắng, hoặc là hỏi họ là đầu tư đâu vừa tăng trưởng vốn mạnh vừa an toàn. Hỏi họ như vậy xem họ có biết không. Hay đầu tư những cái thương vụ là hợp xu thế xã hội, nhỡ họ có biết không. Họ không biết đâu nhé các bạn nhé. Nếu mà họ không học thêm về những cái đầu sách về tài chính này, họ không biết đâu. Họ chỉ biết những cái thứ họ học, những cái kinh nghiệm chuyên môn họ đang làm. Nếu mà theo cái ông Robert Kiyosaki ông nói, các bạn chỉ dành giàu kiến thức chuyên môn thôi, nhưng các bạn thiếu kiến thức tài chính đều không thể giàu được, hoặc là không có tự do tài chính được. Có nghĩa là mình không biết tạo dựng, xây dựng ra, tạo ra dòng tiền để mình có được cái tự do. Họ vẫn cứ làm việc cứ thức dậy đi làm kiếm tiền trả hóa đơn. Ok, kiếm được nhiều thì chi trả nhiều, kiếm ít chi trả ít. Kiếm được nhiều thì đời sống chất lượng cao, mua cái nhà thật là đẹp, mua cái xe để đi, rồi là con học trường cao, rồi cũng chả xây dựng ra dòng tiền, cứ dòng lấy sức của mình, dòng lương của cao của mình, chi phí cuộc sống cao, chất lượng cao, và cứ làm việc cho đến cái tuổi 55-60, nghỉ hưu với 70% lương hưu, làm việc hết bố đời người rồi còn gì nữa bạn. Nhưng bạn chỉ cần trang bị kiến thức tài chính cá nhân cho chính mình thôi. Với những cái đồng lương đấy, bạn biết tìm những cái thương vụ đầu tư, bạn biết đầu tư đúng xu thế, đúng thời điểm, đúng thương vụ, vẫn cho bạn nghỉ hưu sớm. Nếu bạn có quyền, có bây giờ giả sử bạn có lương độ tạo ra dòng tiền độ 500 triệu trên tháng, liệu bạn có cần làm một cái công việc là 20 triệu, 30 triệu trên tháng làm đến lúc 55-60 tuổi không? Tôi tin là khi bạn có cái dòng thu nhập đỉnh như vậy, bạn có quyền lựa chọn. Tôi yêu, tôi thích làm, tôi làm, không thích làm, tôi lấy.
À đúng rồi. Chào em Hiển nha, em Hiển đang nói này. Em nghe thời sự nha, thấy bảo năm 2025 bỏ xe máy ở nội đô để cải giải quyết vấn nạn tắc đường, thế nhưng chưa có giải pháp thay thế. Nghe tới đây thì em nghĩ ngay tới Unity, đây là giải pháp tốt nhất, chuẩn. Các bạn đều tham gia giao thông, những bạn nào tham gia giao thông nội đô các bạn biết tắc đường như này nó là vấn đề của xã hội. Mình nhìn đến công nghệ này giải quyết vấn đề, nếu mà ai là người được trải nghiệm về sách vở, được đào tạo huấn luyện và phát hiện cơ hội, ngửi thấy ngay mùi tiền Skyway, ngửi thấy ngay lập tức và tìm kiếm đến cái thông tin này và đầu tư ngay lập tức. Nhưng gần như các bạn không được trang bị kiến thức tài chính. Gần như các bạn không được trang bị kiến thức tài chính nên cái cơ hội nó rất là rõ như ban ngày rồi các bạn không nhìn thấy. Nên sang tâm niệm là sẽ lên sóng thường xuyên. Mình trao cái giá trị mình hàng ngày mình học được trong những cái tỷ phú thành công trên thế giới, mình nói ra để các bạn biết, các bạn đón nhận được cơ hội này, giúp cho cộng đồng Việt Nam thịnh vượng, giúp cho cái công nghệ này nhanh có lượng vốn đủ cấp ra xây những cái dự án, ký kết hợp đồng rồi thương mại ra thị trường, giúp cho giải tỏa được tắc đường, giúp cho an toàn giao thông, giúp cho môi trường thân thiện sạch sẽ, trả lại cái bầu khí quyển sạch cho thiên nhiên, giúp cho con người ta được ở trong cái bầu khí quyển trong lành sạch sẽ và khỏe mạnh, không bị tác động vì cái bầu khí quyển khí bẩn này nó ảnh hưởng tác động xấu sức khỏe. Cái giao thông này nhá, giao thông hiện nay ấy, nếu mà không có cải tiến lại nó cứ thải ra hàng ngày khói bụi ấy. Chính mình là người tham gia giao thông sẽ ảnh hưởng tổn thương, là cái khói bụi đấy nó tổn hại đến sức khỏe cộng đồng đấy. Các bạn có ngày nào không thở đến oxy không? 1 phút không có không sống được. Nên là dù bầu khí quyển, cái nơi bạn sống, cái bụi giao thông, bụi mịn ấy, nó có bẩn đến cỡ nào bạn không thể nhịn được, bảo chỗ này nó bẩn quá, tôi nhịn thở đi vài tiếng thì ra chỗ nào trong lành tôi thở, không bao giờ. Nó bẩn nó tác động xấu sức khỏe bạn, bạn không nhịn được, bạn vẫn cứ phải thở, bạn vẫn phải hấp thụ cái lượng khí bẩn đấy vào cơ thể và tác động xấu đến sức khỏe của bạn. Nó gây ra rất vấn nạn rất là nhiều đến sức khỏe của bạn. Một cái phóng sự từ Sang nhớ không biết là năm 2020 hay 2019 nhỉ. Nó nói về cái lúc đấy là lúc đầu tiên cái dịch đầu tiên nó ra Hà Nội giãn cách dân ý. Cái bầu khí quyển trong mấy ngày giãn cách dân mà nó trong lành trở lại, nó xanh trở lại. Và sau cái đợt giãn cách đấy nó lại bụi trở lại. Và người ta nói cái đo cái độc hại trên cái bầu khí quyển đấy sau mấy ngày giãn cách của Thái Lan này, của Việt Nam này, của các nước châu Âu này, nó lắng đọng, nó trong sạch trở lại ngay. Thì lúc đấy người ta phát hiện ra là hung thủ gây ô nhiễm môi trường, là mọi khi người ta biết là giao thông rồi, nhưng là lúc đấy nó người ta phát hiện ra là hung thủ gây ra ô nhiễm môi trường nặng nhất vẫn là giao thông hiện nay. Thì các quốc gia bắt đầu người ta mới chuyển mình thành những cái phương tiện giao thông thân thiện môi trường, nó không thải ra khí bẩn, không dùng bằng xăng dầu nữa, không thải ra khói đen. Các bạn đi những cái con xe máy của bạn, con ô tô của bạn, nó thải ra khói, cả những cái con xe cũ cũ đen mù đen mịt như đám mây thì cực kỳ bẩn luôn. Nên là ai đang có cái tâm niệm là mình có vốn của mình đầu tư vào kinh doanh spa là tự mình làm, mình quản trị nó. Hoặc là mình kinh doanh tạp hóa, hoặc là mình phân phối hàng, mình quản trị nó là một cái khoản đầu tư, nó không phải là khoản đầu tư đâu bạn nhé. Đó là một cái công việc để bạn làm thôi. Công việc bạn làm ở nhóm T, vốn của mình ý, thời gian của mình ý, sức khỏe của mình ý, cộng thêm thuê thêm nhân lực, nếu mà một số người thuê thêm nhân lực ý, để tạo ra tiền ý. Làm thì ra được tiền mà ngừng làm không ra được tiền. Cái khoản đầu tư nó khác hẳn nha. Tự nó phát sinh ra dòng tiền không có mặt mình. Ví dụ như ông Warren Buffett ấy, ông nắm giữ cổ phần của Coca-Cola ấy. Ông làm việc ở trong công ty đó là không giờ,
Nhưng thu nhập của ông cao hơn của sale của Coca-Cola ấy, hàng bao nhiêu lần, rất nhiều lần. Mà cái ông làm sale thì ông phải làm việc là cả ngày. Đấy, cái đầu tư nó khác ấy, cùng công ty Coca-Cola, một người sale Coca-Cola nhé, và một người làm giữ cổ phần Coca-Cola nhé, khác hẳn. Nhưng mình đây làm giữ cổ phần của Skyway nhé, mình làm việc không giờ. Nhưng thu nhập của mình thì rất là khủng theo lượng cổ phần bạn nắm giữ. Có phải là đầu tư tạo cho mình cái thảnh thơi tự do đâu do không? Nên là kiến thức đầu tư là kiến thức rất cần để trang bị. Khi bạn hiểu được kiến thức đầu tư, bạn giáo dục được con cái bạn có kiến thức đầu tư thì không bị đời bố mẹ xây nghiệp xong đời con nó đốt đâu. Nhiều gia đình nha, con có 15 20 năm. Lúc con về báo lợ dăm tỷ đốt sạch, nếu không đắp đậy lợ cho nó thì tính mạng nó không ok, không ổn. Đắp đậy lợ cho nó thì bao năm lắng mưa dãi dầu tích cóp thì nó đốt sạch trong phút tấc. Nên là mình có kiến thức về tài chính, về dòng tiền, về tự do thì mình giáo dục được con mình. Thì đến khi nó trưởng thành, bạn không cần cho nó tiền bạc đâu, không cần cho vật chất đâu, tự tư duy nó, tự kiến thức hiểu biết của nó sẽ tạo ra tiền từ không đồng, và nó tạo ra dòng tiền, và nó tạo ra sự thành công trong thời gian ngắn. Và khi khi Sang có cái tư tưởng tư duy này, Sang muốn giáo dục cho con nhà Sang, nó sẽ tạo ra dòng tiền từ tuổi rất là trẻ. Chứ không bây giờ mình biết đến cái kiến thức này muộn, đến cái tuổi này mình tự do mình cảm thấy là hưởng thụ cuộc đời nó bị ngắn rồi. Giá như biết đây trước đây sớm hơn cái tuổi mới lớn ấy, thì tự do lúc này tự do có dòng tiền lớn mà hưởng thụ cuộc đời thì quá là ok. Không phải trải qua những cái năm tháng xầy vẩy mấy đồng tiền, không trải qua những cái lợ lần do thiếu kiến thức tài chính, không phải trải qua những cái khổ sở, không phải chết mấy những tiền bạc. Mình biết dùng tiền làm việc thay mình thì mình không phải đấy. Nhưng Sang cảm thấy rất là biết ơn khi kiến thức của mình vẫn là biết đến những cái đầu sách đấy, từ những cái tuổi mình vẫn là đang tuổi leo dốc là tuổi làm ra tiền bạc. Nếu biết trễ thì vẫn cứ làm để vì con vì cái, bất cứ đầu tư nhưng biết như này vẫn là tốt rồi. Sang sinh năm 1981, năm nay hơn 40 rồi, nên là mình cảm thấy có kiến thức này mình để tiết kiệm bao nhiêu thời gian cho cuộc sống của mình. Và mình muốn lên đây giao lưu cùng ai đó ngoài kia chưa biết, để cho họ lên được kế hoạch tài chính và cho họ nắm bắt được cái cơ hội để cho họ có một cái cuộc sống không bao giờ stress về tiền, không bao giờ lo tắc tiền cả, không bao giờ phải tiêu cái khoản nọ khoản kia thèm nhưng nhìn vào túi mình không có, lách nó qua. Vì sao? Vì sao bạn không có định những cái thứ thỏa mãn như bạn muốn? Bạn nhìn trông họ mặc cái bộ đồ sang sảnh hoặc gì sang sảnh, nhưng mà cái khoản tiền đấy hỏi đến nó nhiều quá. Bạn nhìn túi mình không có, lách qua nó. Nhưng khi bạn đã tạo ra được dòng tiền ý, bạn biết quản trị mà tạo ra được dòng tiền ý, sau này bạn có mọi thứ bạn muốn nhưng không phải nhìn đến hóa đơn. Nếu mà dòng tiền lớn, như Sang dòng tiền Sang tương lai lớn lắm, bét nhà nhà luôn, xe VIP, sang sảnh các thứ đủ vật chất hơn. Nhưng mà mình phải biết tạo ra dòng tiền đã, rồi hãy sở hữu cái vật chất ngoài thân sau, tiêu sản sau. Những người giàu người ta tiêu tiền như này, khi bạn họ có một cái tiêu sản bên cạnh đấy nó phải có dòng tiền để nuôi nó. Ví dụ như có một cái con xe thì bên cạnh cái con xe đấy phải có dòng tiền đổ xăng xe này, chi phí ăn chơi này, các thứ nó phải có dòng tiền nuôi. Chứ không, tuyệt đối không phải là mồ hôi tôi làm việc 10 tiếng một ngày để nuôi những thứ đấy, không phải. Khi mồ hôi tôi ra, tôi phải biết dùng dòng tiền đấy nó tạo ra tiền đã, tiêu sản về sau, thụ hưởng triều liễu bản thân vật chất về sau. Cái đấy mới là cái cách tiêu tiền thông minh, cái đấy là cách trả cho mình trước. Còn bạn cứ con cọp làm lương được 10 triệu, cóp cóp vào mua con xe, định mua tất cả những cái vật dụng ngoài thân bạn đang là nô lệ của tiền, bạn đang nô lệ.
Hãy biết cách kỷ luật bản thân, hãy biết cách vận dụng đồng vốn. Khi bạn biết vận dụng nó thì bạn có tự do, bạn làm chủ được nó. Khi bạn không biết vận dụng nó thì bạn sẽ là nô lệ của nó. Những người đang mắc nợ ngoài kia luôn tục hóa đơn vây quanh mình. Đấy là người quản trị tiền rất là tồi, họ chưa có kiến thức tài chính, họ dây tình trạng như vậy. Không có kiến thức tài chính. Vì kiến thức tài chính này nó không được dạy trên nhà trường, nó chỉ dạy trong gia đình thôi. Dạy trong gia đình mà gia đình bố mẹ mà không giáo dục tài chính con tốt thì con rơi tình trạng nợ lần. Con rơi tình trạng phải thanh khoản đất thì thanh khoản những cái vật dụng để chi trả những cái nó tiêu tiền không đúng. Đấy. Nên khi là cái kiến thức tài chính là kiến thức rất là quan trọng, nó liên quan đến hạnh phúc của bạn, liên quan tự do của bạn và liên quan đến người thân của bạn. Tại rồi trong một gia đình có một người mà không có kiến thức tài chính, họ quẳng, họ làm nọ làm kia mất mát, thì có liên quan đến nhau không? Liên quan ấy. Kệ họ cõng gì không đành mà cõng cho họ thì nhọc hết cả người, làm việc vất vả mồ hôi ca kíp các kiểu mà về chỉ đắp đẩy những cái khoản đấy nhọc hết cả người đấy. Nên là cái kiến thức đấy rất là quan trọng bạn nhé. Các bạn chỉ cần dành thói quen nghe những cái đầu sách này là cái thịnh vượng của bạn trong tương lai nó sẽ có. Người giàu nhất thành Babylon. 13 tập sách Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki. Và quyển sách là Sách lược đầu tư của Warren Buffett. Và những cái video ngắn ở trên YouTube của những tỷ phú người ta hay hay dạy. Sang hay nghe video ngắn và nghe hay nghe sách và nghe với cái thói quen là hàng ngày đúng đều, nó như ăn cơm ấy. Bạn ăn cơm nuôi cơ thể bạn khỏe mạnh, dưỡng chất nuôi cơ thể bạn mạnh, đọc sách nó nuôi cái trí tuệ bạn phát triển mạnh, cái trí tuệ bạn tốt, cuộc sống bạn êm đềm. Nó dạy về tài chính, dạy về cách để cho mình có bình an trong lòng, vì tất cả các thứ đều là học hết. Những người tỷ phú ấy, họ có thói quen học và đọc sách cho đến khi về đất mẹ, chứ không phải là đọc người học hết cái trường đại học, ra trường cái là lấy cái bằng cứ làm việc làm việc làm công ăn lương. Làm như thế thì làm cho cái trí lão mình không được vận động, nó sẽ lão hóa đi, về già nó lún lẫn. Khi bạn đọc sách liên tục cho cái trí lão mình vận động, cũng như cơ thể được vận động, được tập thể dục hàng ngày, nó khỏe. Trí lão mình vậy mà nó cũng cần được vận động, nên là mình cần phải cho nó dưỡng chất và đọc để vận động cho nó khỏe. Khi bạn trang bị những cái quyển sách đấy, bạn nhìn cơ hội sở quê sáng ngời ngời. Chỉ muốn là tiếc quá, giá như trước kia mình biết đến những cái này sớm, mình đón nhận được nó sớm thì chắc lúc này mình cũng có nhiều triệu cổ phần giống nhiều bạn ở trong đây. Nhiều bạn đón nhận được cơ hội sở quê từ những năm trước. Như giờ phút này biết trễ thì có ít mèo mò con không bạn nhé. Em chào chị Vinh nha. Chị Vinh sau này cũng là người hòa xá của mình, đồng hành Skyway từ năm 2018. Sau này cũng là những cái cổ đông rất là giàu có. Chị ơi con xuống kia, con bảo bác Xuân lên đây đi. Mẹ đang nai, mẹ không nghe máy. Sau này cũng là những cái cổ đông nắm giữ lượng cổ phần đấy thôi. Sau này chia cổ tức, dòng tiền của chị cực lớn. Những người đồng hành cùng Sang từ những năm 2018. Chúc mừng chị đã nhìn thấy cơ hội, chúc mừng chị đã tin tưởng và đồng hành cùng em. Chào em Hiển nha, em Hiển là người ở Hải Dương, cũng biết được từ Sang qua Facebook và cũng đầu tư cùng Sang từ năm 2020. Và trong đây có Bảo Quyên nhỉ. Chào Bảo Quyên nha.
Bảo Quyên là bạn trong làm spa trong Thanh Hóa, cũng đầu tư cùng sang từ năm 2019, và cặp đôi này rất ăn ý, rất khát khao nhiều cổ phần Sakeway, quất rất mạnh tay. Nhìn thấy người khác dửng dưng cảm thấy tiếc thay cho họ, phải cố một quất mạnh lên cho nó đỡ tiếc. Em chào chị Hà nha. Em chào chị Ngọc Hà, khách hàng tạp hóa của Sang. Sang cũng mách chị như chị cứ thờ ơ thôi, chưa ngửi thấy mùi tiền Sakeway. Ngửi thấy mùi tiền thái độ khác ngay chứ ai thế đâu. Ngửi thấy mùi tiền nó thái độ phản ứng nhanh nóng. Em ơi lập tài khoản cho chị thủ tục như thế nào? Cho chị ít cổ phần vào đây, tương lai chị nghỉ hưu. Nên như cái chuyện đầu tư nó bạn hiểu thì nó đơn giản thôi, bạn không phải nghĩ nó phức tạp vấn đề lên làm gì, không phải phức tạp vấn đề lên làm gì. Gần như là mọi người dành là phức tạp vấn đề lên thôi, chứ chuyện thường là những cái câu chuyện nó đơn giản. Đầu tư vào doanh nghiệp tiềm năng nắm giữ cổ phần của người ta thì sau này cái người ta tạo ra lợi nhuận thì ăn chia lợi tức người ta, sau này cái lợi tức của họ họ còn trả mình hơn cả vốn mình góp vậy. Bạn cứ tính xem lợi nhuận của dự án nó cứ thấp thấp độ 20% trên một cái dự án nó xây. Giả sử dự án nó xây 10 km, 20% của tần đấy km thì bao nhiêu tiền, tổng vốn của dự án đấy nó bao nhiêu tiền, ăn 20% dự án bao tiền thì nó chia cho cổ phần của cổ đông, chia ra thì mình ăn theo đấy. Mà sau này nó thương mại quy mô đấy, Sakeway là giao thông phổ biến toàn cầu thì cái mức của bạn nó tăng trưởng như nào, cái dòng tiền của bạn nó còn nhiều hơn cái vốn bạn góp vào lúc sơ khai rất là nhiều luôn. Các bạn chưa được trang bị kiến thức về tài chính nên các bạn không hiểu được, bạn thờ ơ là đúng. Nên đọc sách nhiều vào, sách tài chính ấy, đọc phải lặp đi lặp lại, nó thành cái thói quen của bạn. Bạn sắp phát hiện ra cái điều đó. Sang cũng nhờ cái thói quen nghe sách mà Sang biết được hơn các bạn thôi, chứ không phải là tự nhiên mà trời phú cho Sang một cái tầm nhìn hoặc một cái tư duy nó có gì cá biệt hơn cả. Sang là người bình thường thôi mà, học vấn ở nhà trường có hết lớp 9 thôi, hết trung học phổ thông thôi. Nhưng nhờ có những cái đầu sách đấy Sang nghe từ mấy năm nay mà nghe nghe đi nghe lại, nghe lặp đi lặp lại cho nó vào nhuần nhuyễn trong 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 đầu mình ấy, thì Sang có được thôi. Chứ không phải mình có cái tài năng cá biệt gì mình làm được cả. Tất cả chúng ta đều có thể làm được. Tất cả đều làm được. Không liên quan đến phải bằng cấp nhà trường bạn nhé, không liên quan. Ồ, các bạn vào giao lưu cùng Sang đông vui quá. Cảm ơn nha, cảm ơn các bạn đã qua đây giao lưu nói chuyện với Sang. Mai vui như này thì ngày nào cũng lên sóng, ngày nào cũng lên nói chuyện các bạn. Mình cảm thấy lên đây vui thật. Nói chuyện có người tôn trọng mình, có người ngồi lắng nghe mình, và có người cảm nhận được cái giá trị từ mình nói ra, cảm thấy vui. Và những cái câu chuyện hôm nay Sang nói hàng ngày lên đây chắc là khối người làm cho mình nhiều người thay đổi cái tư duy, khối người giàu lên ấy. Mình tin vậy. Chị có số của chị Liên gọi lại cho em ấy, em đang live em chưa tiện gọi. Cái bạn trong Zalo gọi cho chị, em đang live xin này, cứ gọi này nó bất tiện. Ở trong đây cũng có Vũ Sớm này, bạn hàng tạp hóa này, giao lưu qua Vũ Sớm qua tạp hóa này, có chị Hà này, chị Hà gì Đốc Tín này, cũng là cửa hàng tạp hóa này, cũng mình cũng mách cho cơ hội này như chưa nhìn thấy và rất là thờ ơ luôn.
Mình cảm thấy là có một cơ hội nó rõ như ban ngày này, mình nhìn rất là tỏ, rất là rõ, muốn mách để cho mọi người có được cái sự thịnh vượng trong tương lai tới, nhưng gần như là người ta chưa cảm nhận thấy gì, chưa cảm nhận thấy gì. Và nhiều người cứ nghĩ là những cái đồng vốn mình tạo ra, mình đầu tư vào đất, chính bàn tay mình cầm sổ đỏ của đất, chính bàn tay mình giữ thì nó yên tâm. Còn đầu tư cái dự án này nó tận tận trời Tây biết được nào một lần. Chẳng qua là các bạn chưa có kiến thức này, các anh các chị chưa có kiến thức gì, cảm thấy nó xa vời thôi. Bây giờ thời buổi công nghệ internet nó kết nối toàn cầu nhau, gọi là thế giới phẳng. Các bạn cứ để ý xem ở thông tin của dự án Sakeway ở tận bên Dubai, những cái người họ live stream trực tiếp thì bạn ở nhà bạn xem trực tiếp, mà có phải là thế giới phẳng không? Công nghệ mình xây dựng phát triển như nào, nó đăng tin trực tiếp, có phải là thế giới phẳng không? Nó cùng như một tần sóng nhìn thấy luôn không? Có phải ngay cận kề bạn không? Bây giờ thời buổi của 4.0 sang 5.0 rồi, nên những cái tư duy cũ nó không hợp mấy thời buổi này. Các anh, các chị, các bạn nên thay đổi. Nên thay đổi. Nên thay đổi để cho mình thành công hạnh phúc ấy. Không phải là thay đổi làm cho mình mất mát cái gì cả. Thay đổi cho mình tốt đẹp hơn. Công nhận. Công nhận. Đến cái cơ hội này nói tăng trưởng vốn mạnh quá đấy. Nó ít nên tài sản cho các bạn đến 100 lần thì các bạn hoảng, các bạn sợ. Được gì phải hoảng. Xem 100 lần nó tăng trưởng theo cách nào, nó tạo ra nhân tài sản cho mình lên hàng trăm lần, cái gì phải hoảng. Tiền trong túi mình mà, tiền trong tài khoản mình, nó ra khỏi mình, nó phải được cái sự tư duy logic và quyết định trong đầu mình. Nó không ra được mình là do mình quyết định nào là do mình mà. Là sao ra được, việc gì sợ. Nó ở trong túi mình mà, trong tài khoản mình, sợ sao, sao sợ. Trong những cái người bạn của Sang quen biết và bạn thân luôn ấy, thì có rất nhiều người rất là trẻ, như Hồ Văn Nợ năm nay mới 22 tuổi đã tạo ra dòng tiền có tháng thấp nhất bạn 10.000 đô, nó vào 240 triệu, có tháng 35.000 đô. Mà cái lứa tuổi của bạn ý, đầy bạn vẫn còn học bằng cấp còn chưa xong ấy. Đấy. Nhưng người ta nhờ cái thói quen tìm hiểu về thế giới tỷ phú, người ta đón nhận đi trái chiều với đám đông, người ta tạo dòng tiền như vậy. Họ có tự do đấy, mà họ trao rất nhiều giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Và Sang có rất nhiều người bạn như vậy, thu nhập còn khủng hơn Nợ. Đấy. Nên là mình có môi trường như vậy, nên mình tin là tạo ra dòng tiền lớn hoàn toàn có thể, trong 5 năm hoàn toàn có thể. Nhưng những cái người họ chưa bao giờ tiếp xúc ý, thì họ chưa tin là đúng. Họ chưa được cái môi trường để họ tiếp xúc. Nếu mà bạn trải nghiệm một người nào ở cận kề bạn, họ tạo ra dòng tiền trong 2, 3, 4, 5 năm, họ tạo ra mấy trăm triệu. Mà từ cái trình độ học vấn bình thường thôi, thì bạn sẽ tin là có những cái thương vụ làm cho con người ta thành công như vậy, không cần đến bằng cấp. Thì họ sẽ tin. Thì con người ta thường tin là bằng trải nghiệm của chính mình, hoặc là tin qua những cái mình đọc trong sách vở, kiến thức đấy. Nó lặp đi lặp lại thì mình tin, có niềm tin đấy. Nếu bạn muốn có niềm tin tích cực, bạn tìm đến những trải nghiệm quá khứ của những sách của tỷ phú. Hoặc là nếu mà bạn cứ tự nhiên bạn nói đến tiêu cực về đầu tư, là do bạn hay trải nghiệm cái niềm tin tiêu cực từ những cái phóng sự thời sự, nó luôn tục là nó cảnh báo về lừa đảo rồi đa cấp biến tướng rồi lọ kia ấy. Bạn chỉ cho trí tuệ mình ăn mỗi cái thông tin đấy thôi, thông tin tiêu cực thôi, thì trong đầu bạn nó rành rẽ rác. Những cái đấy nó kìm hãm bạn, nó làm cho bạn không thành công được, nó làm cho bạn tránh xa những cái cơ hội tốt, nó làm cho bạn bạn đứng trước cơ hội tốt bạn không đón nhận được. Thì bạn cho đầu mình dành là thông tin tiêu cực, mà con người ta hành động theo niềm tin. Bạn trải nghiệm quá nhiều thông tin rác, nhiều thông tin tiêu cực thì bạn sẽ không đón nhận được cái tốt đâu. Bạn phải phân biệt rõ đâu là những cái bẫy Ponzi lừa đảo, đâu là thương vụ thật, mà đâu là thương vụ tiềm năng tăng trưởng, đâu là thương vụ đầu tư đúng xu thế, đón đầu xu thế. Bạn phải phân biệt rõ được.
thì bạn mới có cái hành động và quyết định của mình được. Ủa, lên đây đông vui quá nhỉ? Rất là nhiều người đến đây giao lưu với Sang, rất nhiều anh em bạn bè đến đây giao lưu cùng Sang. Và hôm nay Sang nói chắc ai đó trong đây cũng về có thói quen nghe sách nói luôn nhá. Các bạn cứ mở sách ra. Còn ai mà muốn đọc sách thì thích thì liên hệ với Sang. Sang sẽ photo sách. Photo những cái quyển sách giá trị đấy giúp cho mọi người đều có kiến thức giống Sang để thành công giàu có, để có hạnh phúc trọn vẹn đủ đầy, để có mình thịnh vượng, để có con cháu mình cùng thịnh vượng, để có anh chị em mình cùng thịnh vượng. Khi mình có cái gì thì mình mới nói cho người khác biết được cái đấy. Giả sử bạn không có tư duy. Thanh Tuyền, chào chị tỷ phú xinh đẹp. Hello, cảm ơn em nhá. Khi bạn có cái gì thì bạn mới cho được người khác cái đấy. Bạn có tư duy đầu tư, bạn mới cho, mới mách được người khác tư duy đầu tư. Còn bạn không có trong đầu, bạn không thể cho được, không thể cho con bạn được. Nếu bạn không có cái tư tưởng là giúp tạo xây dựng cái dòng tiền để nghỉ hưu sớm thì bạn không thể cho con bạn được kiến thức đấy được. Bạn chỉ dạy con là hàng ngày miệt mài sách bút học thật giỏi, sau lại kiếm cái bằng và chui vào nhóm làm công ăn lương và xin một công việc làm ra lương tốt và ổn định, làm việc đến cái giờ nghỉ hưu để cho nó ổn định. Đấy là đang hướng con mình vào làm một cái công việc là nô lệ của đồng tiền. Xong có tiền thì tích lũy gửi bằng tiết kiệm cho nó an toàn. Gửi tiết kiệm nha. Cái đồng lợi nhuận 6-7% lợi nhuận ngân hàng nó trả bạn nha. Nếu mà lạm phát nó không đủ lạm phát đâu bạn ạ. Nên là người ta tích lũy tài sản, phải tích lũy cái nó tăng trưởng để mình nghỉ ngơi. Còn tích lũy tài sản mà nó mất giá theo thời gian thì là thất sách về đầu tư, thất sách về tài chính. Nhưng vì sao đám đông người ta vẫn là gửi tiết kiệm? Vì họ không được đào tạo mà. Nhưng mà những cái người thành công người ta thành là đi ngược dòng đám đông, đi ngược. Đi ngược thì người ta thành công. Ngân hàng là sân chơi của những người giàu. Họ dùng cái vốn đấy họ làm đòn bẩy để họ giàu hơn, họ thành công hơn. Người nghèo thì gửi vào và người giàu thì dùng sản xuất hàng hóa để cấp bán cho người nghèo và đầu tư tạo ra tiền, đầu tư vào những cái doanh nghiệp, đầu tư những cái thương vụ tạo ra tiền và hưởng lợi nhuận. Có nghĩa là họ biết dùng đòn bẩy. Người thành công người ta biết dùng đòn bẩy, dùng bẩy là lợi tốt để họ tạo ra tăng cái thu nhập của họ lên. Đấy, đấy là cách. Những cái người nghèo thì rất là sợ lợ, lợ phải áp lực làm căng người lên, làm tăng ca năng kíp hoặc làm nhiều việc hơn để thu nhập để thoát được lợ. Nhưng người thành công ấy người ta không sợ lợ đâu, nhưng người ta biết sử dụng lợ. Nợ là lợ tốt, nợ của người khác trả lợ cho họ ấy, họ không phải giải. Có nghĩa là họ biết cách sử dụng và kinh doanh để tạo ra lợi nhuận, hoặc là biết cách đầu tư dùng đòn bẩy IPO hoặc là tăng lên. Thế là cái khoản đầu tư đấy nó thắng, có người khác trả lợ cho người ta chứ có phải là lợ đâu. Đấy là lợ tốt thì họ không sợ, và họ hiểu và họ quản trị được nó. Và cũng có nhiều người sử dụng đòn bẩy này không thành công, nó bật trở lại. Nhưng mình phải có hiểu, có kiến thức đủ lớn thì mình làm được điều đó. Còn không có kiến thức thì vay, dành vay ngân hàng, xong bắt đầu là xây nhà thiếu thì vay, vay xong trả nợ. Đấy là cái tiêu sản, làm nô lệ cho những cái nhà đấy thôi. Hoặc vay mua những cái vật dụng làm nô lệ. Vâng. Anh chị em cứ dành thời gian đầu tư cho mình đi, đầu tư về cái kiến thức về tài chính thì là bất kỳ ai cũng cần. Nếu mà bạn muốn thành công, bất kỳ ai cũng cần. Những cái người đã từng mất mát về đầu tư do thiếu kiến thức về tài chính cần trang bị, không việc gì phải sợ cả.
bất cứ bài học gì mình vấp ngã, mình hãy biến nó thành bài học tốt cho mình. Đừng để một cái sai lầm nào nó phí đi. Tất cả sai lầm của mình, của quá khứ của mình đều cho mình bài học. Nhưng mà trải qua đấy mình phải học được gì? Vì sao mất tiền? Thì mình biết, thì lần sau mình không sợ. Còn mình không biết gì thì mình sợ đấy. Ôi chị Sang thay đổi em không nhận ra. Ủa rồi cái mặt chị vẫn vẫn cái mặt tiền cũ mà, có mỗi cái tóc ngắn có gì khác đâu. Mặt tiền vẫn nguyên đai nguyên kiện như vậy. Có chị Hoa ở Hòa Xá, chị còn kiểm tra cái mũi mình, bảo mình lưng mũi à, mà không, hàng chuẩn, hàng zin luôn chứ có lưng gì đâu. Trời cho cái khuôn mặt được, cái sống mũi cũng ok, có phải lưng gì đâu. Chị ra kiểm tra, mày nói thật thì ra, ra ngó. Em chào anh Long nha, Nguyễn Khắc đang tham gia rất là nhiều. Mình từ ngày đầu tư vào dự án này mình biết thì Hòa Xá nhà mình cũng có rất nhiều anh chị em cũng nhờ cái bản lĩnh của mình. Mình dám nói. Nhiều người thì họ biết sơ cơ ơi, họ biết rõ là thắng, họ biết rõ là được, nhưng họ không vượt qua chính bản thân họ. Họ e ngại, sợ người này đánh giá mình được cái lợi lộc gì mà mình mách họ lọ kia. Họ không vượt qua những cái e ngại đó mà họ không dám nói. Cơ hội rất là tốt. Cơ hội rất tốt, nhưng mà họ cứ nghĩ phức tạp vấn đề lên, cứ đơn giản thôi. Tốt thì nói. Ai thích đầu tư, ai không thích đầu tư thì việc của họ. Nói tốt cho cộng đồng như mất mát gì đâu. Nhiều người họ không vượt qua trở ngại của bản thân. Cộng đồng Việt Nam mình cùng nắm bắt cổ phần gốc Skyway để cho Việt Nam tương lai thật là hưng thịnh về tài chính và tạo ra cái tốt đẹp cho xã hội, tạo ra giao thông an toàn và đặc biệt là xử lý triệt để vấn nạn tắc tiền của mình. Không bao giờ nghĩ đến cái khoản này tiêu mà ngó vào túi mà ít quá lại lách qua. Cái mình rất là thích mà phải lách qua, không bao giờ phải như vậy cả. Có một đời để sống rồi, hãy thành công để thỏa mãn những cái nhu cầu của mình. Nhưng thỏa mãn cái nhu cầu mình thích với điều kiện là dòng tiền của mình nó tạo ra để mua nhé. Đừng làm mồ hôi công sức bán hàng nhọc nhằn cả một tháng được đi chục triệu mang tiêu, mua tiêu sản lô lệ của tiền cả đời. Đừng làm như vậy. Hãy biến những cái khoản tiền nhỏ đấy nó kiếm về tiền cho mình thật là nhiều, rồi mình hãy mua tiêu sản, mình hãy thỏa mãn bản thân, hãy tiêu tiền khoa học thì tiền nó sẽ làm việc cho mình. Mình mà tiêu tiền không khéo mình là lô lệ của đồng tiền. Nhiều người thiếu kiến thức về tài chính mà vấp ngã vài lần lỡ rất là nhiều tỷ, lô lệ của tiền, suốt ngày stress vì tiền thôi, suốt ngày quanh hóa đơn, suốt ngày áp lực của những cái chủ nợ, nó liên quan đến cuộc sống của nhau, áp lực, căng thẳng. Nên là khi mình có kiến thức tài chính thì mình làm chủ đồng tiền. Mình không có kiến thức tài chính có thể mình là lô lệ của tiền đấy các bạn ạ. Rất đơn giản vậy thôi. Rất đơn giản vậy thôi, nhưng biết thì nó nhẹ tựa lâm hồng, không biết thì nó lặng tựa núi Thái Sơn ấy. Rất vui là hôm nay nói chuyện đây, những cái đầu sách đấy anh chị em hãy check YouTube và Google nghe luôn. Người giàu nhất thành Babylon, bí mật tư duy triệu phú, dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki, 13 tập. Và ai mà nghe đến sách chuyên sâu về đầu tư ấy, tầm cao ấy, sách lược đầu tư của tỷ phú Warren Buffett đấy, những cái quyển sách đấy sẽ mở mang cho bạn. Bạn sẽ nhìn tỏ cái Skyway tiềm năng nó tăng trưởng như thế nào, nó sẽ như nào, sẽ nhìn xa được nếu bạn có kiến thức đấy. Thôi, nội dung của Sang hôm nay cũng đến đây là khép lại. Vui này là sau lại lên sóng tiếp.
Bye bye các bạn nha. Chúc các bạn cổ phần gốc nó đang còn, cơ hội đang trong tay các bạn. Hãy nhanh tay, hãy thoát qua khỏi cái tính ù lì trong chính mình để đón nhận cơ hội cho mình. Nhanh. Mức vốn nào cũng đầu tư được, từ 50 đô 1 triệu 2 cho đến 150 đô 3 tỷ 6. Nhưng đừng vào gói, nếu mà tiềm lực tài mình chính mình to, đừng vào gói bé nhỏ quá mà chiết khấu nó thấp nhé. Vào theo tiềm lực tài chính mình. Tìm hiểu nhanh, thông tư tưởng thật nhanh. Khi tư tưởng bạn thông thì bạn mới hành động ngoài tay được. Cái gì cũng thế, thông tư tưởng, hành động ngoài tay. Ai là bạn bè của Sang thì chủ động kết nối Sang, Sang sẽ giúp. Và Sang đang có những cái phiếu nhân 2 lượng cổ phần. Nếu ai kết nối sớm, Sang sẽ tặng cái phiếu đấy. Cái gói 1.000 đô được 30.000 cổ phần thì nhân 2 thành 60.000 cổ phần. Nếu mà trả góp được 28.000 cổ phần nhân 2 thành 56.000 cổ phần, Sang sẽ tặng. Gửi Gmail, gửi số điện thoại, chứng minh hai mặt, Sang sẽ mở tài khoản. Và bạn chuẩn bị tài chính để mua đô. Giá đô bây giờ nó chắc là tầm 24. 1.000 đô 24 triệu. Gói to gói nhỏ đều có hết. Nên đón nhận, nên thoát ra khỏi tính ù lì của mình và đón nhận càng nhanh càng tốt. Hãy đón nhận cho mình tài sản để tương lai thảnh thơi. Hãy trao kiến thức và chính mình để giáo dục con mình tạo ra dòng tiền để tự do. Chứ đừng giáo dục con cứ ngày ngày dục nó học thật giỏi. Học giỏi môn này, môn toán, môn văn, môn anh, môn nọ, môn kia. Giỏi những cái đấy, nó chỉ sau này nó chỉ đi học lấy cái bằng. Cái bằng để làm gì? Để làm một việc làm công ăn lương, đi làm thuê người khác, làm thuê cho nhà nước hoặc là làm thuê cho tư nhân để lấy đồng lương. Để là làm việc vì tiền, chui vào ô làm công ăn lương ý. Ô mà ô làm công ăn lương mà ô tự làm chủ chiếm 90% dân số, nhưng thừa hưởng 10% tài sản thôi. Mà lại phải làm việc thì mới có được tiền. Nhưng ô chủ doanh nghiệp và ô tự đầu tư này, họ chỉ có 10% dân số, nhưng họ chiếm 90% tài sản và họ tự do. Giả sử doanh nghiệp may, họ tạo ra hàng nghìn công nhân, có ông chủ đấy đâu. Từ kế toán, từ nhân viên may, từ kỹ thuật, từ bảo vệ, từ cấp dưỡng, từ ABC, từ tuyển dụng. Nó thành một cỗ máy tự vận hành, ông chủ không có, như tiền của ông chủ thì rất nhiều. Người ta hoàn toàn không có mặt ở đấy, như tiền của người ta rất nhiều. Ví dụ trung bình một người công nhân được 6 triệu trên tháng, họ chỉ cần ăn 10% này. 1.000 công nhân họ có bao tiền? Đấy, các bạn nhẩm ra như vậy. Nên này, cái nhóm này ít dân số nhưng họ thừa hưởng rất tiền, rất nhiều tiền, nhưng mà họ không phải làm việc vì tiền. Và nhóm đầu tư cũng vậy. Họ biết dùng sức bật của, sức đòn bẩy, sức của tiền tạo ra tiền. Sức của tiền nó không giới hạn, tạo ra tiền không giới hạn. Và họ tự do. Thì cái ô bên trái kim tứ đồ này họ tìm kiếm cái, bên phải kim tứ đồ này họ tìm kiếm sự tự do. Còn bên trái ô tứ đồ này tìm kiếm sự ổn định, công việc ổn định và làm việc ổn định cho đến chết. Thì bên này họ tìm kiếm sự tự do, họ xây dựng ra để tạo ra một hệ thống làm việc cho họ để họ tự do. Hoặc là xây dựng ra một cột tài sản phát sinh ra dòng tiền cho họ để họ tự do. Nó khác biệt như vậy. Nên bạn bây giờ bạn đang giáo dục con bạn là vào cái ô nào thì bạn biết. Tìm sự ổn định, giáo dục thật, học thật giỏi, lấy cái bằng cấp để chui vào ô nào, dân số đông hay vắng, và làm việc vì tiền hay là tự do thì các bạn biết. Khi bạn có tư tưởng đấy rồi, bạn giáo dục cho các con bạn rất là thành công, giàu có và hạnh phúc. Có một cuộc đời để sống, hãy sống để hưởng thụ. Nếu mà có làm đi chăng nữa thì làm tạo giá trị cho xã hội, làm vì đam mê thôi, không phải làm việc vì mưu sinh nhé. Cái ô bên 10% dân số này họ vẫn có quyền làm việc nhé, nhưng họ làm tạo giá trị ra xã hội và làm vì đam mê, chứ không phải họ làm việc vì tiền, vì mưu sinh. Họ không hề làm việc vì mưu sinh. Họ thích thì họ làm, không thích họ đi chơi golf, đi thể thao, gym, yoga, đi cà phê, đi du lịch. Họ thích làm gì thiết kế theo cuộc sống của họ muốn chẳng được. Nhưng bên này thì làm gì có quyền lựa chọn. Đến tháng tới hóa đơn điện, tháng tới con cái học hành,
đủ các thứ hóa đơn phải đi theo thì cứ tháng nào về khớp chi tiêu tháng đấy, lấy đâu ra tự do mà lấy đâu ra quyền lựa chọn làm hay không làm. Phải làm, nhưng bên này người ta có quyền lựa chọn làm hay không làm. Bên phải kim đấu đồ người ta có quyền lựa chọn làm hay không làm, bên trái kim đấu đồ gần như là không có quyền lựa chọn. Bạn không có quyền tự do. Nên cái circuit way là cái cơ hội giúp bạn không bao giờ bị tắc tiền. Nếu bạn nắm giữ 1 triệu cổ phần gốc tương lai, dòng tiền của bạn cực kỳ khủng, không bao giờ tắc tiền. 1 triệu cổ phần gốc bây giờ là bao tiền nhỉ các cổ đông trong đấy? Anh chị em đầu tư trong đây 1 triệu cổ phần bao tiền, comment lên cho Sang biết tí nhỉ. Comment lên đây để cho những ai người ta biết, người ta phấn đấu lấy 1 triệu cổ phần. Họ sẽ không bao giờ phải tắc tiền, không bao giờ phải tắc tiền. Circuitway giải quyết triệt để vấn nạn tắc đường và giải quyết triệt để vấn nạn tắc tiền của những người biết nắm giữ cổ phần gốc của doanh nghiệp. Nắm giữ cái thời điểm này nó cực kỳ rẻ. Đầu tư là lợi nhuận khi mua vào. Giá trị nó được định giá 1 đô trên cổ phần rồi. Bây giờ mua vào gói 1.000 đô được 30.000 cổ phần là bạn mua rẻ hơn giá trị thực của nó là 30 lần rồi. Khi nó về giá trị thực của nó, bạn ít nhất thấp lên là 30 lần. 30 lần thắng hơn đất chứ bạn. Cái sổ đỏ bạn cầm trong tay ấy, nó không thắng bằng cái bạn cầm trong tài khoản Sakeway đâu. Không thắng bằng đâu. Nên vì sao những cái người họ thấu hiểu về Sakeway họ vẫn dịch chuyển đất sang cổ phần Sakeway. Họ dịch chuyển những cái tiêu sản, những cái xe không cần đi, thanh khoản nó đi sang Skyway. Họ dịch chuyển những cái thứ không tạo ra cái lợi nhuận tăng trưởng bằng Skyway, dịch chuyển sang Skyway là họ thắng rồi. Bạn chỉ biết dịch chuyển từ tài sản yếu sang tài sản mạnh là bạn thắng rồi. Để cho tiền bạc làm việc để mình đi chơi. Đừng cứ hùng hục như trâu hức mã, cứ đi làm, cứ bưng bê rồi làm cho nó nhọc người ra làm gì. Làm vừa vặn thôi, biết dịch chuyển, đầu óc biết, có kiến thức về tài chính, dịch chuyển như thế bạn thắng. Ở trong đây chắc là rất nhiều người đã có nhiều triệu cổ phần, 1 triệu chuyện bình thường nhỉ. Chúng ta đều là người không bao giờ bị tắc tiền rồi. Chào em Quỳnh nha. Em Quỳnh là một cổ đông VIP của Skyway này, mà một người đã trao rất nhiều giá trị cho cộng đồng, mang đi rất nhiều kiến thức. Em đã từng sang bên Belarus và bên Dubai đầu tư tiền của mình để sang, để săn tin, để cho những cổ đông Việt Nam chả mất cái đồng vốn nào, chỉ có mỗi vốn bỏ ra người ta phân tích cho đầu tư thôi. Các bạn trong bạn của Sang ấy, họ chi hàng mấy nghìn đô sang tận Belarus để vào nhà máy của Skyway săn tin cho anh chị em live stream về trực tiếp, quay video về trực tiếp để cho anh chị em có thông tin chuẩn nguồn mà biết đấy mà đầu tư ấy. Mình chỉ ở nhà thôi, nhưng mình biết gửi gắm niềm tin và tin tưởng mà đúng nơi đúng chốn, mình thắng. Còn mình mà thích sang gì hết dịch thì đầu tư vài nghìn đô sang bên đấy, sang bên đấy vào xem, đi trải nghiệm con tàu tại Belarus, rồi sang Dubai, bên Dubai nó xây xong rồi đấy, đi được rồi đấy, đi trải nghiệm có niềm tin, nhìn thấy tương lai của nó mà lúc này nó đang rẻ như cho, tranh thủ mà đầu tư quất mạnh tay vào, rồi xong này thịnh vượng ngay gì đâu. Ngày xưa cái thời buổi ngày xưa không có công nghệ thông tin thì toàn bộ là chúng ta không có được giáo dục về kiến thức tài chính. Vì sao? Kiến thức tài chính này là kiến thức dạy từ gia đình hoặc là học từ những cái cộng đồng tự nhiên ngoài. Còn nhà trường không đào tạo, không dạy chúng ta là đầu tư, không dạy chúng ta quản trị dòng tiền, không dạy chúng ta phát hiện đâu cơ hội, đâu rủi ro, không dạy chúng ta, không giáo dục chúng ta như vậy. Nên là chúng ta không có kiến thức để cho mình tự do. Nhưng bây giờ nhờ cái điện thoại thông minh này, cả thế giới làm trong chính cái con điện thoại của các bạn. Nên các bạn biết tìm đến những cái kiến thức nào quý giá liên quan đến cuộc sống tài chính của mình, liên quan đến hạnh phúc hoặc đau khổ của mình. Các bạn học để có cho mình cái thành công, để cho mình thành công.
anh chị em nào thông suốt mà cảm thấy là những cái thông tin Sang nói cảm thấy ok mà có niềm tin thì chủ động liên hệ nha. Sang đang có những cái phiếu nhân đôi đấy, giúp cho anh em có lượng cổ phần gia tăng đấy. Một nhân thành hai đấy, cái gói đấy gói ưu đãi lúc sinh nhật chủ tịch tròn 72 tuổi thì cho cổ đông là cái gói đấy nhân hai. Nhân 2 xong thì đầu tư xong thì trong mỗi cái tài khoản nhân 2 đấy xong thanh toán xong trả góp tài khoản đấy thì vẫn còn phiếu nhân đôi thì có thể tặng cho mình đợi chứng mình đầu tư được hoặc là tặng cho những cổ đông mới đầu tư được đấy. Nên là ai cảm thấy tin tưởng quan tâm mà muốn có cái tự do tài chính muốn không bao giờ tắt tiền ấy, thì chủ động ebook nha. Sang sẽ tặng tặng cho những cái người liên hệ sớm nhất, những người có khát khao thay đổi cuộc sống tài chính của mình. Thôi hôm nay Sang lên đây giao lưu cùng anh chị em cũng rất lâu, thì mình xin khép lại buổi giao lưu ngày hôm nay và ngày mai mình lại lên tiếp. Lên đây rất là vui, lên đây rất là nhiều người tôn trọng mình, lắng nghe mình và trò chuyện cùng mình rất là vui và rất là trân trọng những kiến thức của Sang đã nói. Bye bye. Chúc anh chị em phấn đấu, ai chưa đạt 1 triệu cổ phần thì phấn đấu, mà ai đạt 1 triệu cổ phần rồi thì mạnh tay lên để gia tăng tài sản cho mình nha.